Tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế, ngoài đêm chung kết công bố kết quả để tìm ra chủ nhân ngôi vị hoa hậu đầy hấp dẫn, khán giả vẫn rất háo hức chờ đợi các hoạt động bên lề với cơ cấu giải thưởng phụ hấp dẫn. Mặc dù kết quả chung cuộc không hoàn toàn dựa vào tổng số điểm cũng như thành tích của số lượng huy chương, nhưng nó lại phản ánh sự chủ động, tinh thần thi đấu hết mình của các thí sinh. Đi qua nhiều mùa giải hoa hậu, ngoài thành tích ấn tượng nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng cũng như tâm thế thi đấu chủ động, thì những mỹ nhân sau đây là một trong những người đẹp khiến fan tự hào với số lượng giải thưởng phụ đồ sộ và vô số lần chiếm spotlight đỉnh cao. Phương Khánh tại Miss Earth 2018. Nguyễn Phương Khánh đã trở thành niềm tự hào cho nhan sắc Việt khi lên ngôi Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2018. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải sách Việt Nam đã hất cẳng tất cả các đối thủ nặng ký để tỏa sáng trong đêm chung kết. Nếu theo dõi hành trình của Phương Khánh tại Hoa hậu Trái đất 2018, đây là chiến thắng rất thuyết phục bởi lẽ cô luôn có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi phụ, chỉnh chu mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Đại diện Việt Nam mở màn cho chuỗi cơn bão huy chương chính với thành tích huy chương vàng trang phục dân tộc châu Á và châu đại dương khi diện trên mình bộ National Custom mang tên Vị thần của Trái đất. Phương Khánh may mắn sở hữu thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước. Chính thế mạnh này đã giúp cô về nhì tại phần thi bikini. Đây được xem là một thành tích đáng tự hào vì rất ít đại diện Việt Nam gặt hái được thành tích này tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Thừa thắng xông lên, bước vào phần thi trang phục dạ hội, hơn 90 đại diện các quốc gia được chia thành hai nhóm để tham gia trình diễn. Một lần nữa, Nguyễn Phương Khánh giành huy chương vàng của nhóm nước Water. Phương Khánh cũng chính là cô gái vinh dự nhận được 4 giải thưởng phụ đến từ nhà tài trợ Miss Robust Builder, Miss Saint Versailles Poland, Miss Peru Visit Central Hotel, Miss Ayuri Beauty Care and Spa. Minh Tú tại Miss Supreme National 2018. Minh Tú là đại diện xuất sắc của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu siêu quốc gia, nắm trong tay tấm vé đến Ba Lan với tinh thần chủ động. Chân dài sinh năm 1992, từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauty đánh giá, cô ấy đến Miss Supranational 2018 là để giành vương miện. Dừng chân tại top 10 trước sự tiếc nuối của người hâm mộ, nhưng hình ảnh một cô gái tự tin, bản lĩnh, thân thiện mãi mãi là dấu ấn tuyệt vời trong mắt bạn bè quốc tế dành cho Minh Tú. Tổng hợp những phần thi ấn tượng của Minh Tú tại Miss Supranational 2018, diện trên mình bộ trang phục dân tộc mang tên gọi Con Rồng Cháu Tiên. Minh Tú toát lên vẻ đẹp nền nã nhưng lại dịu dàng, đằm thắm của người con gái Việt Nam. Với màn thể hiện xuất sắc, Minh Tú lọt vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Miss Supreme National 2018. Với kinh nghiệm làm mẫu lâu năm, trên sân khấu đêm chung kết, Minh Tú tự tin sải bước trong bộ đầm dạ hội màu ánh bạc xẻ đùi. Chân dài sinh năm 1992 xứng đáng với thành tích thí sinh trình diễn váy dạ hội đẹp nhất. Hạnh phúc vỡ òa, cảm xúc tự hào khi Minh Tú bất ngờ giành giải thưởng Hoa hậu được yêu thích nhất. Đây chính là món quà lớn nhất mà khán giả dành tặng cho cô suốt hành trình Hoa hậu siêu quốc gia. Kiều Loan tại Miss Grand. Á hậu Kiều Loan là đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2019 tại Venezuela. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả nước nhà, ngay khi vừa bước vào cuộc thi, Kiều Loan đã liên tục ghi điểm bởi sự tự tin, sẵn sàng chinh phục chiếc vương miện Miss Grand International 2019. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Kiều Loan đều phải công nhận sự trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực toát ra từ nàng á hậu này. Sự trẻ trung và tràn đầy năng lượng ấy còn được thể hiện khi cô cùng tất cả các thí sinh còn lại của cuộc thi tham gia vào những hoạt động và trải nghiệm thú vị tại Venezuela. Đặc biệt, trong tất cả các hình ảnh được cập nhật liên tục trên fanpage chính thức của cuộc thi, đều xuất hiện gương mặt Kiều Loan tại vị trí trung tâm với nụ cười rạng rỡ. Khán giả hâm mộ hết lời khen ngợi sự thông minh của cô trong việc chọn lựa trang phục và các spot dáng độc lạ, với hàng loạt biểu cảm khác nhau để chiếm trọn spotlight giữa rừng hoa Miss Grand. Không chỉ hình ảnh mà cô thể hiện sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ đầy lưu loát trong các video clip được mọi người quay lại. Hương Giang tại Miss World 2009. Năm 2009, việc Hương Giang đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Miss World không được báo chí quan tâm. Họ có quá ít thông tin về cô gái sinh năm 1987, ngoài danh hiệu top 10 Hoa hậu Việt Nam và giải Á hậu tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho người Việt ở nước ngoài. Với thành tích top 16 chung cuộc, Hương Giang chứng tỏ bản lĩnh, khả năng của mình tại đấu trường sắc đẹp danh giá nhất nhì thành tinh. Bước vào phần thi phụ top model, Hương Giang gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi chiều cao 1m8 cùng với những bước đi thần thái tự tin. Cuối cùng cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu thời trang. Trở về sau cuộc thi, Hương Giang được bình chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á, xếp hạng 6 trong cuộc đua Miss Grand Slam, top 3 mỹ nhân đương đại do chuyên trang sắc đẹp Global Beauty bình chọn. Cũng trong năm 2010, Hương Giang tiếp tục lọt vào top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới do Global Beauty bình chọn. Hà Thu tại Miss Earth 2017.
Năm 2016, tại đấu trường Hoa hậu Trái đất, Nguyễn Lệ Nam Em đã tạo được ấn tượng rất tốt với bạn bè quốc tế, nhưng vẫn khiến khán giả quê nhà tiếc nuối vì lỗi lầm thông dịch khiến cô tụt mất cơ hội lọt top 4 chung cuộc. Trở lại với đấu trường danh sách này trong năm 2017, chính là Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương 2014, Lê Thị Hà Thu. Mở màn cho thành tích của đại diện Việt Nam chính là việc giành huy chương đồng phòng thi tài năng. Với chất giọng trong trẻo sâu lắng, Hà Thu đúng tim ban giám khảo với bài hát nổi tiếng Color of the Wind mang thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ mẹ trái đất. Đánh bại rất nhiều đối thủ nặng ký đến từ các cường quốc sắc đẹp, Hà Thu tiếp tục mang về chiếc huy chương vàng trong phần thi trang phục dạ biển. Trong phần thi trang phục dạ hội, Hà Thu đã giành được tấm huy chương đồng và lọt vào danh sách những bộ trang phục đẹp nhất Miss Earth 2017. Hoa hậu ảnh cũng gọi tên đại diện Việt Nam, đây là thành tích 2 năm liên tiếp Việt Nam giành được giải thưởng phụ này. Giải thưởng Best Earth Warrior, chiến binh trái đất được ban giám khảo đánh giá dựa trên các hoạt động vì môi trường của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi trong suốt hành trình của các người đẹp trước khi đến với Miss Earth 2017. Một lần nữa, đại diện Việt Nam lại xuất sắc được xướng tên ở vị trí cao nhất. Bạn nghĩ sao về những lần chiếc fly cực đỉnh này của các dàn hoa hậu Á hậu Việt trên đấu trường thế giới? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn cho chúng tôi biết nhé! Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.